thời dựa vào thiết kế. Đối với chúng ta thì bản thân tôi đó là hỗ trợ phát triển du lịch dựa vào cộng đồng trên cơ sở khai thác những cái tiềm năng, những cái điều kiện tự nhiên, những cái văn hóa, những cái hội thảo trao đổi kinh nghiệm của cả làng cho tới đây là một trong những cái điểm chúng ta xác định là cái điểm thứ 16 của lãnh đạo huyện. Trong một cái điều kiện hết sức khó khăn, đồng thời xây dựng hai nhiệm vụ phát triển kinh tế, xây dựng khu trung tâm chính quyền, thì đồng thời xây dựng kinh tế xã hội các địa phương. Về vấn đề du lịch cộng đồng, đối với du lịch cộng đồng thì tôi cũng là một người rất là may mắn trong phía Bắc của Việt Nam và miền núi phía Bắc, và sau đó thì lan tỏa sang miền Trung và miền Nam.